Chiều 25 tháng 10, lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đã kịp thời dập tắt đám cháy tại một kho hàng của một doanh nghiệp trên địa bàn quận Liên Chiểu. Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát vào khoảng 16 giờ cùng ngày tại trụ sở làm việc kết hợp kho chứa hàng của một doanh nghiệp trên đường Đồng Xoài ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, nhiều nhân viên của công ty đã phát hiện khói nên hô hoán và cùng người dân xách nước dập lửa, di dời tài sản. Đám cháy được cho là xuất phát từ một phòng chứa đồ do không gian kho kính chứa vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Ngay khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng lập tức điều 7 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Các chiến sĩ chữa cháy phải đeo mặt nạ chống khói độc và chia nhiều mũi phun nước để ngăn cháy lan. Đến 18 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, đồng thời lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại.